Chào bạn đi, xin kính chào chú anh chị. Hiện tại mình cũng đang có mặt ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Ngày hôm nay mình tới thăm hoàn cảnh của bà cụ Bà Lê Thị Tư, bà Lê Thị Tư 92 tuổi, té 92 tuổi té bây giờ lết cho mà đi không được. chỗ. Hôm nay gia đình nhà mình lại để chia sẻ cái hoàn cảnh của bà lên để cho cô chú anh chị mình thường quân chân ngắn về nước để giúp đỡ cho bà, mà cô chú mình vô để tìm hiểu bà. Chào bà, mới tới. Chào chị. Dạ. Chị là sao với bà cụ anh chị? Dâu của dâu út của cụ Tư, dâu út của bà cụ. Dạ. Rồi lấy vô không? Dạ bà. Bà đi được không bà? Đâu được, phải được, bà tôi khỏe, sức khỏe. Dạ. Rồi lấy không vậy nè? Dạ. Bà bị sao mà bà đi không được? Đi té cái đầu gối nó chấn xuống. Để đó đi con. Đá. Giờ bây giờ mà hở xương đùi. Bẻ cái bắp chùi, bẻ xương bắp ngay đầu gối. Dạ. Yeah. Lấy cơm thì xin không có nấu không. Dạ. Yeah. Cháu nhỏ cháu bên tay bữa nó bới miếng miếng. Hiện giờ bà sống với ai? Sống với chị, sống mà giờ. Hai sáu này tới nữa 3 tháng này lết vậy xong đó, để không đó. Vậy vô đây ngồi. Rồi mình sống ở đây với dâu hả bà? Sống với dâu mà dâu nó trên giường giờ dạ. Chiều nó đóng cửa nó sập mùng rồi nói gì à? Rồi giờ tôi ngủ quá mình tôi hả? Như là giờ bà ở mình lên bà ở đây. Ừ. Chị đây thì ban ngày xuống nấu cơm cho bà ăn. Không có nấu, xin tôi xin cơm. Xin cơm mà cháu nó ở đây bữa nó bới miếng ăn chén chén nha. Má của chị ăn tương. Ăn năm nay cũng được mười mấy 20 năm mấy năm. Bây giờ còn ăn tương nữa. Hiện giờ ăn tương. Bà năm nay 99 mấy tuổi rồi. 92 cái giò này nè chú. Mà đi khám ở chợ thì người ta nói bể bánh chụp hình người ta nó bể bánh chè dạ mà té ha, té bị bệnh chợt té chịu cắm cái đầu gối xuống chứ lúc trước thì cũng đi được, đi tới lui xuống sông đi trở lên bờ đó. Thì được dạ. Nhà con cái bây giờ té rồi bồng không à, mà không có đi được nữa, bồng lấy muốn đi ra trước thì bồng cơm đâu có nấu xin không ăn bữa ăn chén vậy nào lần ăn vậy đó, ăn chén ăn với sườn non chỉ chiên. Vài ba bữa là bà con người ta cho tiền nó cái đi chích thuốc, đi chích bò dưỡng á. Hết chích tới bên lắp giò. Hết 2-3 triệu bạc rồi đó, cái đầu gối này nè. Bà bó thuốc nam vợ giờ Mỹ rồi. Hết tiền rồi. Rồi 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 bà nhiêu con bà có đông con không bà? Mấy đứa con? Ba thằng trai mà chết hết thằng giờ còn nó ở thằng ở riêng. Tôi ở với thằng thứ năm. Năm người con lận là chị và chị hai. Hai chị người gái. Rồi nhỏ cái Út mà ai cũng khổ không à. Nó nghèo không. Ai cũng khổ không rồi không có cho tiền được nuôi mẹ. Trời ơi có cho trong 2-3 ngày chữa hôm qua thăm cả. Có bị kinh tế nữa ha. Chào mới. Chào mới An Giang hả? Nói vậy chứ có biết chợ mới là ở đâu. Chợ mới là ông Hòa Hảo đi lên. Dạ dạ, vậy mà còn nhớ nha. Minh mẫn lắm, không có lẫn. Nhà có cái té không có đi được vậy thôi. Không đi được rồi xong. Dạ, lúc trước thì mình cũng đi bình thường rồi mà đi chợ té. Trời ơi, đi hay lắm ạ. Đi đây đi ra trước lại ông không chắc được chơi vậy đó thì được. Giờ chợ té giờ là ngồi chỗ không? Ngồi chỗ. Đá hỉa thì bồng lên, bồng xuống. Có cái bồ. Bồ nằm, bồ đứng. Đấy thì giờ mà bữa nó đi xuống nó đổ nó liệm sáng chiều tắm thì hai mình không có nhà cầu cho bà không có gì chơi không có cây nước nào giờ chưa từng được dây nhà cầu chưa từng được cái dây thiện đó đó đặng mà mình làm cái nhà gì chưa có thôi giờ mình nghèo thôi coi kệ là mình có mày đầu bô vậy nó. Nhưng mà bà chỉ là giá này mặt đi bà ơi. Thì ăn tới rồi lấy con lấy bà còn minh mẫn luôn. Không không có lẫn có gì hết. Không có lẫn. Bà có thương em không bà? Trời ơi làm bà chứ sao không?
Niệm Phật á. Niệm Phật cho Phật tổ mình. Hôm nay con muốn ở đây chia sẻ hoàn cảnh bà lên cho cô chú anh chị trong nước ngoài nước. Ta thấy má đó. Đấy, và ta có duyên với cô chú thì giúp đỡ cho bà đây để bà đi uống thuốc. Bó thuốc ở dưới thờ bé ăn tuần lễ mà 750 nha. Bảy trăm giữ hết tiền, không có tiền trao nó cho. Thôi nghỉ đi. Bó thuốc cái giò này. Bó trong cái khác. Bó trao nó. Giờ bó đầu gối. Để xin rồi đó. Không có gãy. Hở xương nó giãn vào dây chằng. Đó mới đắp thuốc nam. Nó giãn dây chằng. Bó tuần lễ vậy là 750 đi giết là hết tiền. Bó ở đây với giặt ở đây mà. Bảy tuần lễ là 750. Bó vậy thấy nó đã không? Bây giờ thấy cũng đỡ. Mà lâu lâu nó chạy chạy mà ấy cái giò chạy qua chạy lại nó còn ê ê. Bị cái quá lớn tuổi rồi. Chắc lết suốt đời. Chắc lết. Hết không đi. Hết bình phục rồi. Bây giờ hỏi cưng cái khô. Cái quá khô rồi. Cái đầu gối này nó bể xương đầu gối rồi giờ bây giờ. Nó giãn như chằng này rồi đứng nó không có được. Ở đây bị hở xương. Hở xương đùi nó đứng không có được. Nhiều nhất không bà? Thôi, lúc đầu nó lâu lâu nó cũng còn nhất một cái vậy. Yeah. Mình bó thuốc đó, cái ông thầy đó cho thuốc đó đó. Cái thuốc chung bó đó có viên cũng như mình thuốc bắc, thuốc nam gì đó. Giờ đó cái uống tuần lễ vậy đó. Cái chở xuống nữa chị đi đâu được 4 tuần hết tiền thôi không. Hai ba tháng này đâu có nấu cơm cháo ở giường bên này nó bới cho anh chén hơn chén năm Hải đó bà nấu cơm giờ bà bới xuống cho chị thì chị đi mần của cháu đó nó mần của cháu thì thời gian về thì chị ghé đây đổ bô giặt quần giặt áo hai ba bữa thì tắm bữa ở trên ruộng chị nuôi ít chục con vịt với tớp gà đó ở chợ không có điện. Giờ chị đâu có điện đâu. Sao bà không lên ở chung với dâu luôn đi. Thôi khó lòng lắm. Ỉa nói không, vậy. Bà nói không có điện rồi sao cái tới điện cũng khó nữa. Chị đâu có điện đâu rút đèn dầu không. Dạ chắc mà mình ở đây mình nên cũng đâu có làm gì được cũng dâu xuống đây à. Nó cũng xuống lâu lâu nó ghé không ghé à trời lết xin dạ. Cơm ăn. Chứ có đi đâu, còn đây em. Muốn đi ra ngoài đường chơi lết có cái bao để lết về ra ngoài ta qua thấy người ta cho 150 với người quen đó cái đi lại thì cái người thấy người ta cho lết về giờ tới ngoài chơi ở trong này buồn trong cái hẻm này cũng chặt quá phải vòng rộng thì có cái xe rồi lăn rồi ngoài được xe giờ ai để thôi tết nữa. Và tối ngày bà ở người nơi thì buồn không bà? Buồn muốn chết mấy lớn đi ra ngoài. Dạ. Thôi đi mình ở đây đi mình niệm Phật đi, lết đi ngoài cũng... Lết ra ngoài chơi hồi rồi lết vô. Dạ. Cưng quay lên đây cũng nhờ cưng mạnh thường quân trong nước ngoài nước, thấy má chị cũng giúp đỡ dùm thì cũng chị cũng mang ơn nhiều. Chứ mặn mướn ăn không này nè, thì lo cho mẹ mình không nổi. Đi mà thì lo tới đâu được thì tới, cái chị cũng không biết làm sao. Chị mần sáng đi ăn không bị mình hỏng đất hỏng ruộng mần mướn ăn không đó bươn chạy rồi hiện giờ chị làm gì chị làm củi chấu đi làm củi chấu mà làm bằng đêm không à củi chấu là sao chấu mình nó xây nhuyễn ra cái cũng như cái khúc củi mình vậy đó khúc vậy nè cái vô bao mình mần mình ăn sản phẩm mà nóng dữ lắm nóng dữ bụng dữ lắm ai chơi đốt ra thành than cái đó đó là nó xây ra cũng như thành cây củi của mình vậy đó chứ không phải thành than giống tương tự cây củi bằng cùm giò vậy nè mà nó nóng dữ lắm trong cái máy ép ra cũng như cái bánh ống vậy đó khúc bánh ống mình vậy đó ha giờ lụm lơ mơ phòng tay hết trơn rồi máy nó chạy ra là còn nóng thối lên con ngút luôn hồi bằng đầu mà đâu có bao mà mặn cái máy ép cống vậy đó y gan gì đó rồi chạy bằng đầu mà nó chết xuống được rồi nè lụm hả chị lụm tay chân nè chai phòng chân à đâu có không có mang bao tay luôn chị mang bao tay đồng hồ đó hai cái luôn mà mấy vẫn dẫn phòng như thường mấy cái quạt gió là mà chị giờ chị đẩy gạo đâu có nổi đâu chị ngồi chỗ chị lụm được bị cái giò của chị nhức khớp nè vậy nè nó sưng nè mà nè lụm kinh lên mà nó bầm gì nè có nó trúng vô mà bầm gì nè
giờ nó nhức khớp chị đi mặn nặng không có, được chị đứng quay, đó chị lộng chị ngồi đồ thì được kẹp chị đi nặng thôi đi mạnh đi lẹ nhiều không được. Bác sĩ nó nói bể cái xương nè cái này nè mần bữa nào đi mần uống là thuốc sáng uống chiều uống mới đi không uống mần không được hỏi cưng không mần là lấy gì ăn. Nha trời với Phật má chị như vậy cũng được đi không được cũng được cũng quý nhưng mà nó đừng nhất không được thì đấy chứ mà ở đây buồn đấy chứ mà còn khỏe mạnh cho tại phải đi té dạ té dụng nước bao cái bao đó để chị để nắm nha đó chị dài ta. Nhà này nhà nước cho chị cái năm cũng lâu rồi cũng nhà nước cho mà hư lâu lắm hư hai đầu hết trơn à một hết trơn ở sao hè hè dừng tay mà cho được cái gì mà mình chị nào giờ chị không có dây được tiền làm xây nhà cầu nhà tắm gì chứ hồi ban đầu mấy ba mấy ổng cũng có biên mà sao biên giết mà chơi đấy mình nghèo quá mà không có khả năng trả giờ tôi hứng nước không hứng nước mưa ở trển thì chị cũng xài nước sông chứ không có điện đốt đèn dầu không à người ta chân chai hạt trơn luôn. Ta cho củi bữa dưới bẹ dừa rồi mà trẻ bà bữa củi ra nghe con nãy bà củi đó bữa củi đó hơi bà chín mấy tuổi rồi bà còn chặt củi luôn trời ơi hay đó kiểu bây giờ mần hết được à cái bà bị té bị té giờ nghỉ mần còn chỗ luôn trời xương mình nó yếu không bà té cái nào nguy hiểm ở sớm này giờ còn có má chị bà lớn tuổi nhất rồi bà nghỉ đi luôn rồi bà trên này bà nhất đầu gối có gai giờ bà cũng té bà nằm trên mợ năm thì nhỏ tuổi hơn mợ năm thì 88 à còn má chị té 92 là mà nghỉ đi rồi để mình sắp lên đó không mợ năm má của bà này đúng rồi té cũng té trong nhà chỉ có nhà cầu tắm nè có khu chơi ở già nguy hiểm thì tới mà mỗi năm từ tới giờ còn giặt thuốc quá thuốc bị con của mỗi năm khá không là già đã mấy chục không đất có ruộng trơn còn cô Tư thì có mình anh chị mấy anh mấy chị ai cũng khổ trơn ta lo miệng ăn ta không đủ nữa ta mà người ta ăn không mà có đâu mà cho chị thì bà con ta tới thăm mỗi năm đó cái ta xuống đây ta thăm cái ta cho tiền ta cho 150 có khi 200-300 cũng có còn con cháu thì nó nghèo không đâu nó có đâu con cho cháu của tôi thì nó nghèo không nó đi lượm gà ấy ai cũng mần kho mần nhà máy kiếm sống hết trơn còn chị thì chị bư chị quà không vậy đó thì lo cho má chị được tới đâu thì hay tới đó chứ không biết làm sao giờ hôm nay con lại chia sẻ một cảnh của bà con có phần quà gửi cho bà cho gạo với cho mì con gửi lại cái hàng bài của anh ở ngoài Đồng Nai. Cảm ơn còn, cái là mì còn có gạo nữa rồi chục ký gạo trước thì chị cũng cảm ơn cái chú Mạnh Thường Quân đó sau này cũng cảm ơn em giúp đỡ cho má chị nha cảm ơn nhiều trong nước và ngoài nước cảm ơn nhiều ăn đem đồ đó vậy á giờ cho mà ăn cụ của bà đấy bà ăn đem bà mua tiêu có cái ghế bà lên chứ mà lúc không có ghế mượn người bồng một buổi chưa có bồng bị ở sao để ít người ta đi tới ít ta đi chị có ngày đi làm mà không có ở đây trực với bà được có bữa về mắc ngủ đi về mắc ngủ có khi người ta kêu mình tuổi mình vô bao sẵn 30 kg đó cái người ta bán được đó cái ta điện mình xuống lên xe hoặc xuống ghe cho ta là đi tối ngày không được ngủ luôn kêu bằng xuống củi bằng tối ngày đó là có 100,000 một mà cực lắm lên cái mình là ăn ngày là ăn sản phẩm cái đó ăn sản phẩm nhưng mà dễ về à có 25,000 tấn à tấn 25,000 mà đâu phải mình ăn bằng đâu 90 người rồi chia ra không có nhiêu tiền nghĩa là ta ép ra rồi đem xuống ghe luôn đem anh mình chất vô bãi rồi cái có cái người ta mua đó rồi nghe 20 tấn có 500,000 mà chia 7-8 đứa mình lên mình lần đâu có được mình đâu chắc ra đó rồi có người mua mình đem xuống luôn rồi có 25,000 có 25,000 tấn bởi vậy dễ về vậy đó mà không có tiền chứ không phải tính từng công đoạn ha không công đoạn là duyên còn mình sức ghe vậy là duyên đó anh có 25,000 nghĩa là mình từ bên bờ mình xuống cái ghe là 25,000 có 25,000 còn từ ở trong máy đem ra là duyên 75,000 tấn trong máy đem ra 75,000 tấn nhưng mà mình chia nhiều người lắm
được 200 mấy một đêm, sáng đêm là được 200 mấy. Làm một đêm luôn hả chị? Một bằng đêm bằng ngày mà không nổi đâu, mà nóng giảm nóng. Không mà chặn giảm nó đi. Nóng rồi rồi cái hơi của nó với bụi đó mà bằng ngày không nổi đâu, quạt bự gì không nè mà chịu không nổi đó, quạt cũng như cái quạt để chú cưng đấy, chị đứng đây nè mà mồ hôi một ghê gì với bụi nó đóng nè, bằng đêm thay 2-3 xác áo dữ lắm bụi luôn. Lên nhà máy thì đẩy 5 bao gạo 250 kg chị đẩy không được, bị tay chị gãy chứ gãy hồi lần đó, rồi như vậy là nó yếu nè, cắt giá nè, rồi nhức khớp nè, đẩy gạo đẩy đi không được, đi chậm mà người ta chửi chết, mặn bây giờ là thua kém ta mình mặn không có được, rồi chị không có mặn đó được, xuống đó đó mặn có 30 kg nha, mình ginh lên người ta lụm dao bao đó 30, mình ginh lên cái căn bàn mình mai được, đứng 2 tiếng hồ buông ra đi không được đó, bị cái giò mình nó có tì rồi, rồi nó bắt đầu đi không được, nó đau. Buông giờ nghĩ ra nó nhức tật tật vậy đó, cũng phải làm, không làm lấy gì ăn. Dạ. Thì con cũng hôm nay tới thăm bà vậy, con chia sẻ một cảnh rồi lên. Chúc cho bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn cưng nha. Dạ. Cảm ơn trong nước trong ngoài nước với mạnh thường quân. Có thấy mẹ chị vậy giúp đỡ thì chị mang ơn nhiều. Dạ. Dạ. Đây cũng xin kết thúc video của chú anh chị. Dạ, cảm ơn. Qua cũng cô chú chị đã ủng hộ mình để mình tiếp tục nữa, cô chú nào mà chưa có đăng ký thì hãy nhớ đăng ký và bật like để mình có video mới để cô chú anh chị xem và tiếp tục ủng hộ cho bà cụ với cô chú đang bị bệnh. Mình cảm ơn anh chị rất nhiều.